Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam đã hợp tác phối hợp với Bộ Công an Việt Nam điều tra một vụ lừa đảo liên quan đến đại dịch Covid-19. Bắt nhóm lừa đảo bằng thủ đoạn bán thiên thạch. Tại Bình Thuận vào đêm qua đã liên tiếp xảy ra hai vụ án mạng vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt. Và Mai Anh xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nóng 24 giờ được phát sóng đều đặn mỗi ngày trên đài phát thanh và truyền hình Long An. Bây giờ chúng ta sẽ đến với tin nóng đầu tiên. Cục Bảo vệ Thực vật vừa thông tin phía Trung Quốc thông báo về 220 lô xoài, khoảng 3.300 tấn trong tổng số 750.000 tấn đã xuất khẩu sang Trung Quốc trong năm 2019-2020, vi phạm quy định về kiểm dịch thực vật với nhiều nguyên nhân khác nhau. Vì thế, phía Trung Quốc yêu cầu tạm ngừng nhập khẩu xoài từ các vùng trồng và cơ sở đóng gói có liên quan để phối hợp tiến hành điều tra nguyên nhân, đề xuất biện pháp khắc phục và nâng cao công tác quản lý. Đáng chú ý, trong số các vùng trồng và cơ sở đóng gói này có 2 trên 82 vùng trồng xoài và 1 trên 12 cơ sở đóng gói của Đồng Tháp có danh sách trồng vi phạm. Ngay khi nhận được thông tin về sự việc này, Cục Bảo vệ Thực vật đã thông báo cho các đơn vị kiểm dịch cửa khẩu và địa phương để thực hiện theo yêu cầu của Tổng cục Hải quan và tiến hành điều tra nguyên nhân và có biện pháp khắc phục theo quy định. Trong quá trình điều tra, Đồng Tháp thông báo cho Cục Bảo vệ Thực vật về tình trạng các doanh nghiệp sử dụng không đúng mã số, mượn mã số của nhau để tiến hành xuất khẩu không chỉ gây ảnh hưởng đến ủ mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến các đơn vị chủ sở hữu mã số ngay trong vụ xuất khẩu tới đây. Các tỉnh đã tiến hành rà soát kiểm tra và lập hồ sơ gửi về Cục Bảo vệ Thực vật đề nghị cấp mã số. Trên cơ sở đề nghị của địa phương, Cục đã cấp mã số cho các vùng trồng cơ sở đóng gói và gửi danh sách này đến Tổng cục Hải quan xác nhận và đồng ý. Cục Bảo vệ Thực vật sẽ căn cứ trên đề nghị của địa phương và gửi cho phía Tổng cục Hải quan tiến hành xác thực mã và đàm phán xây dựng cơ chế cập nhật các mã số trên. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết sáng nay ngày 18 tháng 8, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Đông Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 4 năm 2020 và có tên quốc tế là Hyogos. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Bắc Bộ kết hợp với vùng xoáy thấp trên mực 5.000 m hoạt động mạnh nên các tỉnh thành phía Bắc có mưa to. Năm nào cũng vậy, cứ đến thời điểm này, mưa lũ kéo dài khiến nhiều tuyến đường bị sạt lở, nhất là tại các cung đường đèo lên Tây Bắc, gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông. Cách đây mấy ngày, mưa lớn gây sạt lở đất trong đêm đã khiến hai cháu bé là hai anh em ruột bị đất đá vùi lấp dẫn đến tử vong tại huyện Hoàng Su Phi, Hà Giang. Quá xót lòng khiến mọi người chưa nguôi ngoai thì tại Lai Châu cũng vừa xảy ra một vụ việc tương tự. Cụ thể là khi đang ngủ trong chòi láng cạnh khe suối để trông gia súc, gia cầm, một người đàn ông 44 tuổi ở Lai Châu bất ngờ bị cả ngàn mét khối đất sạt lở ập xuống vùi lấp tử vong. Vào khoảng 12 giờ đêm qua, ông BAT sinh năm 1976, ngụ bản Rừng Ổi, xã Hồ Thầu, lên lán chòi cách nhà không xa để ngủ trong gia súc, gia cầm, thì bất ngờ sạt lở trên núi ập xuống chòi canh khiến ông T bị hàng ngàn mét khối đất đá ập xuống vùi lấp. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tìm kiếm nạn nhân. Đến khoảng 6 giờ 30 phút ngày 18 tháng 8, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của ông BAT và đưa về gia đình nạn nhân để tiến hành mai táng theo phong tục địa phương. Được biết vị trí lán trại mà ông Tê lên ngủ qua đêm nằm cạnh khe suối. Do mưa lớn những ngày qua trên đồi đã ngấm nhiều nước. Khi ông Tê lên ngủ thì xảy ra sự việc đau lòng trên. Hiện trên địa bàn tỉnh Lai Châu nói riêng và các địa phương Tây Bắc nói chung nhiều ngày qua vừa xảy ra mưa lớn khiến lượng nước tích trữ trong đồi núi lớn, nguy cơ sạt lở rất cao nên người dân cần cẩn trọng không đi qua khu vực này và ngủ lại những nơi có nguy cơ sạt lở, tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra. Thông báo được phát đi từ Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam vào hôm nay cho biết, Cục Điều tra An ninh Nội địa Mỹ SSI thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã hợp tác phối hợp với Bộ Công an Việt Nam điều tra một vụ lừa đảo liên quan đến đại dịch Covid-19. Theo đó, cuộc điều tra này bắt nguồn từ thành phố Tampa, Florida, Mỹ. Vào tháng 3, văn phòng SSI tại thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển thông tin cho Bộ Công an Việt Nam. Cơ quan chức năng Việt Nam đã tiến hành cuộc điều tra riêng và đã bắt giữ ba nghi phạm là người Việt. Theo đó, các nghi phạm gồm Phan Đình Thư, Trần Quốc Khánh và Nguyễn Duy Toản đều là công dân Việt Nam, bị cáo buộc đã tham gia vào kế hoạch lừa đảo nhằm thu lợi bất chính, lợi dụng đại dịch Covid-19. Thông tin ban đầu, các nghi phạm đã điều hành hơn 300 trang web với mục đích là lừa đảo bán các sản phẩm gồm nước rửa tay khô, khăn ướt diệt khuẩn. Hơn 7.000 nạn nhân đến từ tất cả 50 bang của Mỹ đã đặt mua những sản phẩm này từ các trang web nói trên. Các nạn nhân mặc dù đã trả tiền nhưng chưa bao giờ nhận được các sản phẩm đặt hàng, sau đó đã nộp đơn kiện.
Các điều tra viên của HIS đã phát hiện gần 40.000 giao dịch lừa đảo, trị giá gần 975.000 USD. Thời gian gần đây, lợi dụng tâm lý tin tưởng thiên thạch là vật có thể mang lại may mắn, nhiều đối tượng đã dùng những thủ đoạn vô cùng tinh vi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Thực tế cho thấy những vụ lừa đảo trong mua bán thiên thạch đã để lại hậu quả nặng nề cho rất nhiều nạn nhân. Mới đây nhất, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt tạm giam 3 đối tượng trú tại huyện Đơn Dương đã lừa bán thiên thạch chiếm đoạt của một nạn nhân số tiền 280 triệu đồng. Sau khi nhận đơn tố cáo của ông Mai Sĩ Tuấn trú tại thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, bị một nhóm người ở huyện Đơn Dương chiếm đoạt 280 triệu đồng thông qua giao dịch mua bán thiên thạch, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệu tập 3 đối tượng là Ma Điền, 49 tuổi, Ma Linh, 54 tuổi và Ma Len, 29 tuổi, con gái của Ma Linh, cả ba cùng trú tại thôn Rơ Lâm, xã Tu Tra, huyện Đơn Dương để làm việc. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận khoảng tháng 5 năm 2020, biết anh Võ Văn Dược ở huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, đang tìm mua đá thiên thạch. Nhóm này giới thiệu đang sở hữu 2 viên đá quý nặng 6kg và sẽ bán với giá 900 triệu đồng. Để thực hiện vụ lừa đảo, 3 đối tượng đã đóng giả là người có đá, người môi giới, thuê người đóng giả là cậu của Ma Len, đưa nạn nhân tới nhà để làm quen và tạo niềm tin, chuẩn bị mở bò đựng trong hộp nhựa, dán băng keo đen để ngụy trang, yêu cầu nạn nhân phải đưa tiền cúng viên đá và tiền đặt cọc. Vụ mua bán sau đó được anh Dược giao lại cho anh Tuấn là bạn cùng làm ăn chung trực tiếp thực hiện giao dịch. Sau đó anh Tuấn đã 10 lần chuyển tiền cọc cho nhóm đối tượng với số tiền là 280 triệu đồng thì nhóm lừa đảo không nghe điện thoại. Những vụ án giết người gần đây cho thấy chỉ vì mâu thuẫn hết sức nhỏ nhặt, bộc phát nhất thời như xích mích vì lời nói, thái độ ứng xử trong cuộc sống, thậm chí chỉ vì một câu nói khó nghe, một cái nhìn thiếu thiện cảm mà một số người đã sẵn sàng ra tay tước đoạt mạng sống của người khác. Đúng là như vậy thưa quý vị, thậm chí có người sẵn sàng ra tay tước đoạt mạng sống của người thân, ruột thịt trong gia đình hay là người đầu óc tay gối của mình. Đơn cử tại địa bàn tỉnh Bình Thuận vào đêm qua đã liên tiếp xảy ra 2 vụ án mạng vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt như là chúng tôi cũng đã vừa nhắc tới. Khoảng 19 giờ tối hôm qua tại xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình, Bình Thuận, nhóm 5 thanh niên ngồi nhậu trong sân nhà thì xảy ra mâu thuẫn giữa Nguyễn Thanh Tùng, 35 tuổi và Lê Minh Hoàng, 38 tuổi. Bất ngờ Tùng dùng dao đâm vào ngực của Hoàng, mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân Hoàng đã tử vong. Đến khoảng 20 giờ 45 phút cùng ngày, tại ngôi nhà phường Bình Tân, thị xã La Ghi đã xảy ra mâu thuẫn giữa hai vợ chồng. Người chồng là Trần Thanh Phong, 41 tuổi, đã dùng dao đâm vợ khiến nạn nhân bỏ chạy ra ngoài, nằm gục trong một con hẻm. Mặc dù được phát hiện và đưa đi cấp cứu nhưng chị Lê Thị Thu Thủy, 34 tuổi đã tử vong sau đó. Được biết hai vợ chồng này có 5 người con, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận đã đến khám nghiệm hiện trường cả hai vụ án mạng. Hung thủ trong hai vụ án cũng đã bị tạm giữ để điều tra. Có thể thấy hầu hết các vụ án này phát sinh do mâu thuẫn tức thời trong quan hệ ứng xử, không âm ỉ, kéo dài để có thể phát hiện ngăn chặn kịp thời. Có vụ án xảy ra mâu thuẫn rất nhỏ nhưng để lại hậu quả rất đau lòng. Chỉ vì nóng giận, thiếu kiềm chế mà kết cục người chết, kẻ vào tù, để lại nhiều hệ lụy cho gia đình và xã hội. Thưa quý vị, mới đây cộng đồng mạng rất bức xúc về một đoạn clip dài hơn một phút ghi lại những hình ảnh hàng trăm quái xế tụ tập chặn xe, nẹt bô in ỏi, dàn hàng ngang và đua xe trên tuyến quốc lộ 1 từ tỉnh Sóc Trăng đến tỉnh Hậu Giang, khiến đoạn đường này trở nên náo loạn. Ngay sau khi đoạn clip trên được chia sẻ lên mạng xã hội, rất nhiều người đã tỏ ra bức xúc với thái độ xem thường luật giao thông, xem thường pháp luật, gây rối trật tự công cộng, cũng như xem thường tính mạng của chính mình và những người khác của nhóm quái xế này. Cụ thể như thế nào? Mời quý vị theo dõi ngay sau đây. Qua quan sát hình ảnh từ đoạn clip và thông tin từ người dân, cho thấy những hình ảnh trên được ghi nhận vào rạng sáng ngày 16 tháng 8. Hàng trăm quái xế điều khiển xe máy mang biển kiểm soát từ các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng và thành phố Cần Thơ hẹn nhau tập trung tại tuyến quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Sau đó, các quái xế này tổ chức đua xe theo hướng từ Sóc Trăng đến Hậu Giang. Nhằm tránh sự phát hiện từ lực lượng chức năng, những quái xế đã dùng khẩu trang che biển số xe và ngang nhiên chặn đường không cho xe tải, xe khách lưu thông để tổ chức đua xe. Ngoài ra, nhiều người trong nhóm quái xế còn không đội mũ bảo hiểm, rú ga và chạy với tốc độ rất cao trên những chiếc xe đã thay đổi kết cấu. Bên cạnh đó, có nhiều nam nữ thanh niên liên tục quay phim chụp ảnh chia sẻ lên các trang mạng xã hội. Không chỉ tại miền Tây mà tình trạng đua xe trái phép có dấu hiệu tái diễn tại nhiều địa phương, gây sự lo ngại cho người dân, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. Mong rằng các lực lượng chức năng cần sớm tìm ra những biện pháp mang tính bền bỉ, lâu dài, chấm dứt nạn đua xe trái phép, chứ không chỉ quyết liệt trong mùa dịch Covid-19 hay các thời điểm có nguy cơ cao.